Margarita Konenkova, nữ điệp viên xinh đẹp khiến nhà bác học vĩ đại Einstein vướng bẫy tình. Bà Margarita Konenkova là một điệp viên xuất sắc của tình báo Liên Xô. Người phụ nữ xinh đẹp sắc sảo này đã khiến nhà bác học vĩ đại Einstein say đắm. Margarita Konenkova cũng được cho là người tình cuối cùng của Einstein. Năm 1998, nhà đấu giá Sotheby's đã đưa ra đấu giá một số kỷ vật của nhà vật lý học vĩ đại Albert Einstein. Trong số những vật phẩm được đưa ra đấu giá, khi đó có một chiếc đồng hồ, vài bức hình độc của Einstein và đặc biệt là những bức thư mà nhà khoa học nổi tiếng đã viết cho bà Margarita Korenkova, vợ của nhà điêu khắc nổi tiếng người Nga Sergei Korenkov. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những bức thư đó không cho thấy mối quan hệ giữa nhà khoa học người Mỹ và Margarita Korenkova không chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Theo nhà bán đấu giá, những bức thư nói trên đã được một trong những người họ hàng của Margarita tìm thấy trong số những đồ đạc còn lại của bà vào cuối những năm 1990. Bà Margarita Konenkova sinh năm 1895 trong một gia đình danh giá. Khi cuộc nội chiến nổ ra ở Anh, gia đình Margarita với truyền thống nhân ái sẵn có trở thành nơi trú ẩn, bệnh xá của rất nhiều người dân xung quanh. Chú của Margarita vốn là một người có tiếng nói ở địa phương cũng đã rất tích cực đứng ra quyên góp hỗ trợ cho những nạn nhân chiến tranh. Về sau, gia đình Margarita chuyển tới Moscow sinh sống. Tại đây, bà theo học ở trường nữ Sarapun, rồi học ngành luật tại trường Madame Potozhevsky ở Moscow. Sự thông minh cùng vẻ quyến rũ khiến Margarita lúc bấy giờ trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều chàng trai trẻ, trong đó có cả những ngôi sao. Ấy thế nhưng duyên trời sắp đặt, bà lại nảy sinh tình cảm với Sergei Konenkov, một nhà điêu khắc nổi tiếng được ví như Rodin của Nga. Ông Konenkov về sau từng tả về vợ mình như sau: cô ấy xinh đẹp đến nỗi tôi nghĩ rằng cô ấy phải là sản phẩm của những nghệ sĩ vĩ đại và tài năng nhất. Năm 1992, hai người thành hôn. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Năm 1923, Margarita cùng chồng sang Mỹ dự một triển lãm về nghệ thuật Liên Xô. Theo kế hoạch, chuyến đi của họ chỉ kéo dài trong vài tháng, nhưng cuối cùng, hai vợ chồng chỉ trở về quê hương sau đó 22 năm. Và bậc thầy về tình báo của Liên Xô, Pavel Khodorkovsky, trong một cuốn sách xuất bản năm 1995 khẳng định, khi lên đường sang Mỹ, Margarita đã là một thành viên của cơ quan tình báo Liên Xô. Bà sang Mỹ với một nhiệm vụ đặc biệt là tìm hiểu về chương trình hạt nhân của Mỹ thông qua việc tiếp cận nhà khoa học chính của dự án Manhattan Robert Oppenheimer cùng các nhà khoa học nổi tiếng khác mà bà có cơ hội gặp gỡ. Theo đúng kế hoạch đã đặt ra, ngay khi đặt chân tới Mỹ, Margarita đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội và trở thành một ngôi sao trong cộng đồng người Nga tại Mỹ. Thậm chí bà còn trở nên nổi tiếng hơn cả người chồng của mình, quen thân với những nhân vật có vai vế tại Mỹ. Trong số những người bạn thân của bà khi đó, được cho là có cả đệ nhất phu nhân Mỹ Elizabeth Roosevelt. Cũng chính bà là người đưa về cho ông Konenkov nhiều đơn đặt hàng quan trọng và duy trì được danh tiếng của mình. Năm 1935, trường đại học Princeton đã mời ông Konenkova điêu khắc một tượng của nhà khoa học nổi tiếng Albert Einstein. Chính lời mời này đã dẫn đến cuộc gặp định mệnh giữa nhà khoa học nổi tiếng của Mỹ và Margarita Konenkova. Năm đó, Albert Einstein 56 tuổi, còn Margarita 39 tuổi. Ban đầu, Einstein và Margarita duy trì quan hệ khá bình thường. Tuy nhiên, sau khi người vợ thứ hai của Einstein qua đời vào năm 1936, hai người đã trở nên thân thiết hơn. Thời gian đầu, hai người thường bí mật gặp gỡ ở Princeton, nơi được xem là tổ ấm của họ. Kết hợp những chữ cái đầu tiên trong tên họ, Albert và Margarita, thậm chí còn đặt biệt danh cho riêng hai người là Alma. Mỗi năm khi người chồng làm việc ở Chicago, Margarita lại tới sống ở ngôi nhà gần nhà của Einstein ở Saranac, New York trong vài tháng. Trong những bức thư của mình, Einstein thể hiện rõ ông rất trân quý quãng thời gian được ở cùng Margarita và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì mà bà yêu cầu. Điệp viên bí mật. Theo tướng tình báo Liên Xô Pavel Khodorkovsky, trong thời gian ở Mỹ, Margarita trở thành mắt xích không thể thiếu trong hoạt động gián điệp của Liên Xô nhằm tìm hiểu về dự án Manhattan. Nhờ sự thân tình đó, bà ta đã có ảnh hưởng nhất định với những người này. Ví dụ, Konenkova là người đã tích cực tác động để Oppenheimer tiếp xúc và có quan hệ qua lại với các thành viên của Đảng Cộng sản Mỹ. Về sau, bà ấy đã thuyết phục Oppenheimer thuê những người có quan điểm cánh tả và làm việc trong dự án hạt nhân của Mỹ. Và những điệp viên của chúng tôi, bao gồm cả bất hợp pháp và hợp pháp, đều sẵn sàng làm công việc đó. Ông Khodorkovsky cho hay, không giống như Oppenheimer, Einstein không thực sự tham gia vào dự án Manhattan, nhưng nhà khoa học này được cho là tiếp cận được rất nhiều thông tin liên quan đến chương trình hạt nhân của Mỹ thông qua các học trò hay đồng nghiệp của ông đang làm việc cho dự án. Và tất cả các thông tin này đều là những thông tin mà phía Liên Xô muốn có. Oleg Otnokolenko, một nhà báo của tờ Nezavisimaya Gazeta, từng điều tra về chuyện tình của Einstein và Margarita trong một cuộc phỏng vấn nói rằng rất khó để xác định liệu Konenkova có thực sự có cảm tình với Einstein không.
hay chỉ vì công việc, song điều chắc chắn là mối quan hệ đó có ích cho công việc tình báo của Margarita. Theo các nguồn tin, chính Margarita là người đã lôi kéo Einstein gặp Pavel Mikhailov, đại diện lãnh sự của Liên Xô và là người làm việc cho tình báo nước này. Nhà báo Otno Kolenko cho rằng, trên thực tế, Einstein chấp nhận gặp Mikhailov vì Margarita và ông biết rõ tương lai của bà tại Liên Xô sau này sẽ phụ thuộc vào cuộc gặp đó. Trên thực tế, nhà vật lý học nổi tiếng đã không chỉ gặp điệp viên của Liên Xô một lần mà còn nhiều lần, dù nội dung các cuộc thảo luận giữa hai người chính xác là gì và liệu Einstein có cung cấp cho phía Liên Xô các thông tin tình báo hay không là điều đến nay vẫn chưa được làm rõ. Nhưng trong một bức thư gửi cho một người bạn, Einstein nói rằng ông đã làm mọi việc có thể. Trong khi đó, việc chính quyền Liên Xô về sau đã trợ cấp hưu trí cho Margarita được nhiều người diễn giải là bằng chứng cho thấy bà đã thực hiện tốt công việc tình báo của mình trong thời gian ở Mỹ. Có tài liệu khẳng định Einstein đã cung cấp thông tin mật cho Liên Xô và hành động này không chỉ vì tình cảm mà ông dành cho Margarita, mà còn vì ông luôn cảm thấy dằn vặt lương tâm muốn cung cấp cho Liên Xô thông tin việc chế tạo bom nguyên tử để không cho Mỹ độc quyền bom nguyên tử. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và cuộc chiến tranh lạnh ngày càng trở nên nóng hơn, Margarita và chồng bà đã buộc phải rời Mỹ để về nước. Einstein đã tặng cho Margarita chiếc đồng hồ bằng vàng như món quà tiễn biệt. Năm 1955, nhà vật lý vĩ đại Einstein, người tình yêu dấu của bà qua đời. Năm 1971, nhà điêu khắc cũng ra đi. Những năm cuối đời, cựu nữ điệp viên sống một mình trong cô đơn không ai biết đến, thậm chí còn bị chính người giúp việc của mình bạo hành. Bà Margarita Konenkova không biết làm gì khác, đã ngừng ăn và năm 1980 đã chết vì kiệt sức.